kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, nước là yếu tố cấu thành đặc biệt của trái đất. Đại dương, sông và các vùng nước khác chiếm khoảng 70% bề mặt hành tinh, tương đương 500 triệu km khối. Ngoài ra, còn có 5.000 km khối nước trôi nổi trong bầu khí quyển dưới dạng hơi. Nhưng đó chẳng đáng là bao khi phần lớn lượng nước ngầm lớn gấp 37 lần lượng nước trên bề mặt. Đồng thời, mỗi người chúng ta đều mọng nước vì có đến 70% vật chất trong cơ thể chúng ta là nước. Chúng ta không biết nước đã xuất hiện thế nào và cũng không hiểu tường tận về cách thức hoạt động của nó. Đó là lẽ đương nhiên, bởi nước đại diện cho bí ẩn của sự sống trên trái đất. Dòng chảy của nước hình thành và biến đổi lớp vỏ trái đất, mang đến sự sống cho mọi sinh vật, cả thực vật lẫn động vật. Đó là nguồn sinh lực và nguồn sống còn chung của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, cái yếu tố quyết định sự hiện hữu của nước trên trái đất lại không rõ ràng. Và việc lượng nước duy trì không đổi suốt hàng tỷ năm vẫn là một bí ẩn. Nước là ma trận chung của mọi sự sinh trưởng. Mọi thứ trong tự nhiên đều được vẽ nên bằng chiếc cọ vô hình của nước, tạo thành một thế giới không hoàn hảo nhưng vô cùng đa dạng và thông minh. Nước cũng định hình và định nghĩa chúng ta, những thực thể có linh hồn và có ý thức của hành tinh này. Hãy cùng tìm hiểu những điều bí ẩn của nước để khám phá những ý nghĩa sâu sắc nhất của cuộc sống thông qua tác phẩm Bí ẩn của nước, sự kỳ diệu của nước sống. Quý vị và các bạn thân mến, Bí ẩn của nước, sự kỳ diệu của nước sống của tác giả Paulo Consigli được Trần Hoàng Sơn dịch do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2020. Với 160 trang, sách mang đến cho bạn đọc cái nhìn đa chiều nhưng gần gũi về nước, từ sự xuất hiện của nước trong mọi khía cạnh đời sống. Bên cạnh đó, sách cũng giúp bạn đọc hiểu hơn về nước sống, loại nước thường được biết đến với tên gọi nước hydrogen ion kiềm, có tác dụng điều trị các chứng bệnh mà chúng ta thường mắc phải liên quan đến chế độ ăn uống và môi trường sống. Paulo Consigli là một bác sĩ và nhà tâm lý học điều trị bằng phương pháp y học tổng thể kết hợp châm cứu. Ông đang công tác khám chữa bệnh tại thành phố Milan và giảng dạy tại Hiệp hội Đông y châu Âu. Tác giả sẽ đưa bạn đọc đi khám phá các yếu tố tạo nên sự sống của nước hoặc được giải phóng bởi nước. Suốt nhiều thế kỷ, các học giả đã dùng mọi cách để tìm hiểu bản chất và nguồn gốc của nước. Nước là nhân tố quan trọng quyết định sự xuất hiện của loài Homo sapiens, tạo tiền đề cho sự hình thành xã hội loài người. Về cơ bản, các đại dương là một chiếc nôi lớn và ẩm ướt mà trong đó những sinh vật thông minh được nuôi dưỡng và phát triển. Từ lúc còn là phôi thai, phát triển thành bào thai đến khi chào đời, con người trải qua 9 tháng đầu đời trong môi trường nước ối, giống như cá sông trong nước mặn. Vì vậy, một khi đã tìm hiểu về nước, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của nước đối với sức khỏe. Ý nghĩa sự sống của chúng ta được ẩn sâu trong nước. Vì vậy, muốn hiểu rõ về cơ thể và tâm trí mình để vận dụng tốt nhất, chúng ta phải tìm hiểu về nước, quan sát các chuyển động xoáy và sủi bọt của nước, những con sóng và tác động của chúng lên chúng ta. Hãy để nước làm thầy của chúng ta và hãy học cách di chuyển khôn ngoan để tiến hóa cũng như là phát triển hài hòa thành những thực thể sinh học có cảm xúc và linh hồn. Có thể thấy vai trò quan trọng của nước với tự nhiên và con người. Tuy vậy, những hiểu biết của chúng ta về nước vẫn được ví như vành đai trắng. Vùng đất không thuộc sở hữu hay nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai, ngay cả với giới chuyên gia khoa học. Trong suốt nhiều thập kỷ, những nghiên cứu về bản chất thực sự của nước vẫn được các nhà hóa lý tiếp tục đưa ra, đem tới rất nhiều kết quả bất ngờ. Bạn đọc sẽ tìm thấy chính mình trong những cuộc phiêu lưu xuyên qua các nền văn hóa hàng ngàn năm tuổi, tìm hiểu nhiều giả thuyết mới về sự tồn tại của vườn nước cũng như những tính chất đặc biệt ít ai biết tới của nước. Chẳng hạn, việc nước sẽ chảy mạnh hơn khi trời trở lạnh, tốc độ dòng chảy của nước thay đổi theo giờ và mùa, nước thường chuyển động theo dạng đường cong hoặc là xoắn ốc. Dưới con mắt khoa học của tiến sĩ Paulo Consigli giúp chúng ta cũng thấy được mối liên hệ giữa nước và sự sống, vũ trụ, con người. Theo ông, có nhiều ý nghĩa của sự sống ẩn sâu trong nước và tiềm năng của nước luôn là vô hạn. Cuốn sách không chỉ giúp chúng ta nâng cao hiểu biết về thế giới tự nhiên, những triết lý kỳ diệu của đời sống mà còn mang đến kiến thức chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời, Bí ẩn của nước,
sự kỳ diệu của nước sống cho chúng ta hiểu rõ hơn cấu tạo phân tử nước. Nước là một hợp chất được nhận xét là có cấu tạo huyền bí và độc đáo. Phân tử nước được cấu tạo từ hai nguyên tử hydro và oxy, trong đó có các hạt hạ nguyên tử luôn xoay tít và chuyển động liên tục với tốc độ ánh sáng. Nước cũng có những tính chất rất đặc biệt, nhất ai biết tới, như việc nước sẽ chảy mạnh hơn những lúc trời trở lạnh. Theo giờ lẫn theo mùa, chuyển động chính của nước thường theo dạng đường cong hoặc là xoắn ốc, trùng hợp với phân dạng của rất nhiều vật chất trong tự nhiên. Ngoài trạng thái rắn, lỏng, khí, nước còn được nhà công nghệ sinh học Gerard von Fleck tại Đại học Washington phát hiện ra trạng thái thứ tư rất kỳ lạ và độc đáo, hay còn gọi là nước Ezek. Quan trọng hơn, qua từng chương sách viết về nước, vị bác sĩ người Ý cho chúng ta thấy rõ mối liên hệ giữa nước và sự sống, nước và vũ trụ, nước và con người, từ khi là một bào thai đến khi là một người trưởng thành. Từ đó, ta hiểu được ý nghĩa sự sống ẩn sâu trong nước, nhìn thấy được vị trí của mình giữa tự nhiên, giữa hữu hạn và vô hạn, cũng như tiềm năng vô hạn của nước. Nước là hợp chất phổ biến và quan trọng nhất đối với sự sống trên trái đất. Nước gắn liền với mọi hoạt động thể chất cũng như là tinh thần của con người. Dù không thể lý giải vì sao, nhưng dường như chúng ta luôn bị cuốn hút bởi nước. Bằng chứng là từ khi khoa học còn chưa ra đời, nước hầu như luôn hiện diện trong các nghi thức tôn giáo, trong thực hành phong tục tập quán ở nhiều quốc gia và được duy trì đến tận ngày nay. Khoa học hiện đại cũng đặc biệt chú trọng nghiên cứu các đặc tính của nước để lý giải các sự kiện, hiện tượng liên quan đến sự sống trên trái đất cũng như về sự tồn tại của chính con người. Đọc bí ẩn của nước, sự kỳ diệu của nước sống là cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu, khám phá những điều kỳ lạ của vũ trụ và tự nhiên, hiểu biết thêm về bản thể vật lý của chúng ta và những triết lý vô hình tác động lên mọi quy luật của cuộc sống con người. Từ đó, chúng ta có thể khám phá tiềm năng của nước, của bản thân, của tự nhiên và thậm chí là học những triết lý quan trọng từ nước. Khi đọc quyển sách này, bạn sẽ biết được rằng để tạo nên sự sống, sự đa dạng, thông tin và trí thông minh, chúng ta cần 3 yếu tố. Thứ nhất là nước, thứ hai là không gian trống trong tế bào hoặc là trong phân tử sinh học, và thứ ba là một bề mặt nhất định, một ranh giới được tạo ra bởi chất lạ. Sự sáng tạo diễn ra ở rìa, tại các ranh giới hay là ngoại biên của thực thể và trong các khu vực tiệm cận, nơi các yếu tố khác nhau gặp nhau, đối mặt và liên kết với nhau. Như nước EZ có thể được ví như một xã hội mở và sự sáng tạo trở nên dễ dàng hơn ở ngoại biên xã hội, ở đường ranh giới, nơi các thực thể khác nhau và những người khác nhau tương tác với nhau. Quyển sách này là hành trình khám phá các yếu tố tạo nên sự sống thuộc về nước hoặc là được giải phóng bởi nước. Đây sẽ là một cuộc phiêu lưu trải dài hàng thiên niên kỷ qua những nền văn hóa hàng ngàn năm tuổi, với các góc nhìn khác biệt và cô đọng của từng nền văn hóa về nước cũng như ý nghĩa của nó. Vì hầu hết mọi quy luật, cả khoa học lẫn phi khoa học đều liên quan đến nước, chúng ta sẽ nghiên cứu về nước thông qua hàng loạt các lĩnh vực có tầm quan trọng như nhau và được cân nhắc thấu đáo, từ hóa học, sinh học, vật lý và y học đến nhân loại học, tâm lý học, triết học và thần bí học. Bằng nhịp điệu và sự hỗn loạn đầy cuốn hút của chính nó, nước có thể kết hợp trơn tru khoa học với tinh thần, công nghệ với chủ nghĩa nhân văn, hay là lý trí với trực giác. Quyển sách này cũng sẽ cho chúng ta thấy nước có tác động thế nào đến cuộc sống cá nhân của chúng ta, dù tích cực hay là tiêu cực, thông qua hành vi của chính nó. Nước tiết lộ các nguyên tắc tạo nên sự chuyển động của nó. Những nguyên tắc này có thể được gọi là giá trị đạo đức, và chúng ta, những đứa con của nước, sẽ dễ dàng áp dụng để sống nhạy cảm hơn và ý thức hơn. Bí ẩn của nước, sự kỳ diệu của nước sống, mang đến cho bạn đọc cái nhìn đa chiều nhưng gần gũi về nước, từ sự xuất hiện của nước trong mọi khía cạnh đời sống. Nước là chất đơn giản nhưng không tầm thường. Với sự dẫn dắt khôn ngoan của nước, chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta với chính mình và với người khác. Hãy để nước, với sự trong suốt, tinh khiết và đơn giản của nó, đưa chúng ta vào một hành trình đến với ranh giới của thực tế, vùng đất của sự đơn giản và thuần khiết, như trong tiểu thuyết nổi tiếng có tên Siddhartha, dịch sang tiếng Việt là Câu chuyện dòng sông của nhà văn người Đức Hermann Hesse, có một đoạn rất hay.
anh nhìn vào dòng nước đang chảy ào ạt với vô số bí mật, vào màu xanh trong suốt, vào những đường nét tinh khiết nó đang vẽ ra. Dòng sông nhìn lại anh với cả ngàn con mắt, những con mắt pha lê, những con mắt màu xanh lá, màu trắng, màu xanh da trời. Anh yêu dòng nước này, anh ở bên nó, anh học từ nó. Anh sẽ hiểu rõ dòng nước này và bí mật của nó, và có lẽ từ đó anh sẽ hiểu được nhiều thứ khác, biết thêm nhiều bí mật, tất cả các bí mật. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Bí ẩn của nước, sự kỳ diệu của nước sống tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh vào lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.